Rồi, cho các bạn hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn thêm một bài nữa. Solo guitar ngăn cao trên tông rê thứ cho các bạn. Rồi, bài hôm nay sẽ là bài Đêm buồn phố thị. Rồi, vừa rồi thì mình cũng có đàn solo mẫu các bạn tham khảo ha, mà cũng không biết có dính bản quyền hay không nữa. Nếu mà dính bản quyền á, các bạn không thấy thì các bạn cứ gõ bài đàn mẫu solo guitar theo hợp âm Đêm buồn phố thị ha. Thì nói chung là cái tiêu đề mình sẽ ghi màn hình nếu các bạn không thấy bài hát mẫu, tại vì mình nói trước hơi sợ nhiều khi nó bắt bản quyền, tại vì cái bài vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn là bài giả từ nó đã bị bắt bản quyền, cho nên mình để cái clip riêng các bạn xem ở trong không có, nhưng mà xem cái clip riêng ha. Thì ở clip trước mình cũng nói các bạn rồi, nếu mà bắt bản quyền thì mình cứ làm cái clip riêng cho các bạn, tại vì bắt bản quyền thì chắc chắn nó sẽ cắt bỏ cái đó. Rồi mình cũng sẽ cố gắng làm cái clip riêng để các bạn tham khảo, các bạn hình dung, các bạn tập cho nó dễ vậy thôi ha. Rồi, thì bài này cũng vậy, nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy cái phần solo mẫu của mình á thì chắc chắn đã bị bắt bản quyền luôn rồi đó. Vậy các bạn cứ gõ như vậy ha, tiêu đề mình sẽ ghi màn hình solo guitar theo hợp âm Đêm buồn phố thị, rồi nó sẽ ra nha. Rồi. Rồi trước khi mà các bạn để solo cái bài này thì các bạn xem giùm mình hai cái clip. Clip thứ nhất, hướng dẫn solo guitar ngăn cao. Là clip vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn đó, cái bài mẫu áp dụng là cái bài giả từ đó. Các bạn cứ gõ hướng dẫn solo guitar ngăn cao điều chương là sẽ ra ha. Thì ở đó cái bài áp dụng là bài giả từ đó, đã bị bắt bản quyền cái bài đó rồi đó. Rồi những gì mình nói cái clip đó thì hôm nay mình sẽ không nhắc lại, các bạn đỡ mất thời gian cho những bạn đã xem clip đó rồi. Rồi cái clip thứ hai là các bạn xem cái clip cách chèn hợp âm khi đàn solo note điệu bolero điều chương, các bạn cứ gõ vậy là sẽ ra nha. Rồi để chút xíu nữa khi mình chia sẻ, mình ghi lên xuống hay là lợi ích đó, các bạn sẽ biết là chỗ đó bấm đàn như thế nào nha. Rồi thì tóm lại các bạn xem hai cái clip đó nha, những gì mà mình đã nói ở hai clip đó rồi thì mình không nhắc lại nha các bạn. Hôm nay mình nói là những bạn đã xem hai clip rồi thì những bạn đó đã hình dung ra ngay, còn những bạn chưa xem các bạn xem hai clip đó để các bạn solo được bài này nha. Rồi rồi đầu tiên intro, rồi các bạn ghi intro, rồi fa son fa đô đô thăng rê, fa son fa rồi đô đô thăng rê. Rồi số dây mình có ghi cho các bạn ha. Rồi hợp âm chỗ này các bạn bấm rê thứ bấm tắt. Rồi như những cái này mình có nói các bạn rồi, những thế hợp âm bấm tắt các bạn lưu ý cho mình 6 hợp âm ở trong rê thứ và thế bấm tắt của từng hợp âm đó, mình đã nói ở cái clip mà chia sẻ cũng solo note bài giả từ ở trước rồi đấy ha. Thì các bạn như mình nói lúc nãy, các bạn gõ hướng dẫn solo guitar ngăn cao và sẽ ra clip đó. Trong clip đó mình đã chia sẻ các bạn là từng hợp âm thế bấm tắt như thế nào, cứ như thế các bạn áp dụng nha. Rồi mình không nhắc lại để mất thời gian cho những bạn đã xem clip đó rồi nữa nha. Rồi fa son
bấm rê thứ lên xuống jack bung vậy ha. Đó, như mình nói lên xuống chỗ này thì các bạn xem cái clip cách dàn hợp âm khi đàn solo note điệu bolero, xem clip đó thì các bạn sẽ biết lên xuống đàn như thế nào nha. Rồi, hoặc là các bạn đơn giản, các bạn cứ thấy lời ít, các bạn muốn đơn giản các bạn dễ, các bạn hai bạn cứ rải cho mình là được nha. Những bạn ví dụ không muốn cầu kỳ phức tạp ha, nhưng mà lời ít là lên xuống nó sẽ hay hơn, cảm giác từng câu nó liền mạch hơn khi các bạn solo và dàn hợp âm. Còn như các bạn không thấy khó khăn quá thì các bạn cứ bỏ cái chữ lời ít, các bạn thay bằng cái rải xuống cho mình cũng được ha. Fa son fa do do re rải jack bum cũng được luôn nha. Rồi, cứ thay lời ít bằng gạch rải là được, rải xuống hay là tàn lăng tắng nha. Rồi chỗ này các bạn bấm rê thứ, bấm tắt, lên xuống jack bum, rồi solo đàn tiếp câu thứ hai là rê fa la si la son, là rê fa la si si dán la son, sau đó bấm tắt son thứ chỗ này, rồi lên xuống hoặc là rải cũng được ha. Rồi cứ thay rải bằng lên xuống là được. Rồi đàn tiếp hai nốt nữa, fa son, fa son xong vẫn bấm vô lại son thứ bấm tắt ha. Rồi lên xuống chắc, rồi đàn tiếp son son la đồ son son chỗ này ha, vẫn bấm son son, chúng đang bấm son thứ chỗ này thì đàn luôn hai nốt son son, rồi lá kéo qua đó, dây hai ô mừ, rồi đồ giật lại dây ba ô năm đô, để sau đó bấm vô đô trưởng bấm tắt chỗ này ha, đô đô trưởng, rồi lên xuống, rồi đàn tiếp đô đô là đô 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 nè, rồi bấm son đô trưởng lên xuống, rồi đô là đô đô rê, đô là đô đô rê, hoặc là hỏi đô cũng được, son son lá đô lên xuống là đô đô rê, vậy cho nó dễ ha, là đô đô rê, rồi đô thăng và rê, sau đó bấm rê thứ tắt lên xuống chắc, rồi lót chạy về đây lót. Như mình nói ở clip trước cái bài giả từ của các bạn solo, nó bài giả từ ha, thì khi lót thì mình sẽ chạy về đây lót để nghe nó hay hơn, tại vì đang đàn những nốt chỗ này mà bây giờ đưa câu lót vào mà lót ở chỗ này nữa thì nó sẽ bị trùng lặp, nó sẽ không hay, cho nên lót chạy về đây la son là đô rê, cầu lót giống như ở cái bài trước bài giả từ vậy nha. Rồi rồi, đó là nguyên cái phần intro. Rồi các bạn cứ ghi hết như vậy, số dây mình ghi sau lưng dãy nốt dựa vào số dây, số dãy số phía sau, các bạn biết cái số phía trước là sẽ là số dây và số kế tiếp là vị trí bấm. Ví dụ cái câu đầu tiên các bạn thấy fa son fa đô đô rê, ở sau có dãy số đầu tiên là cái số 26, tức là đàn dây 2 bấm ô 6 sẽ ra, nhìn lại dãy nốt phía trước là nốt fa, đó là các bạn đàn dây 2 ô 6 sẽ ra nốt fa. Nó còn son số kế tiếp là 28, tức là đàn dây 2 bấm ô 8 sẽ ra nốt son. Đó, son son fa vậy ha. Rồi tóm lại là nhìn dãy số phía sau các bạn biết được dãy nốt phía trước đàn như thế nào ha, và hợp âm mình ghi như vậy, rồi cách chèn ra sao. Rồi đó là hết nguyên intro. Sau khi bạn nắm hết rồi, bây giờ mình bỏ dãy số để các bạn dễ hình dung. Các bạn đàn intro như thế này, từ chậm tới nhanh là được nha. Rồi bắt đầu solo đoạn đầu tiên, chẳng khuya đã lên rồi. Rồi cái bài này thì phần lời chút xíu mình cũng sẽ ghim phần comment cho các bạn luôn nha, ghim tất cả những cái này, những cái nó solo và cái phần lời bài hát bài này mình ghim ở phần comment luôn. Rồi rồi lại intro các bạn sẽ đàn thế này được. Rồi các bạn có thể tăng tốc lên từ từ dạng dễ ha. Rồi tóm lại intro các bạn sẽ đàn thế này, fa son fa đô đô rê lên xuống chắc bum là rê fa la si la son, fa son lên xuống chắc son son la đô lên xuống đô là đô đô rê lên xuống chắc la son là đô rê, dặm lê hơn cái rồi là các bạn vào
vào bài đó, thì các bạn cứ đọc theo ý như vậy là các bạn đàn cái intro đó, các bạn đọc như thế nào các bạn đàn vậy là được ha. Nghe chỗ là đô rê hoặc là đô rê cũng được ha. Son son la đô lên xuống rồi đô là đô rê hoặc là đô rê cũng được, nhưng mà các bạn thêm nốt đô vô các bạn nghe nó sẽ hay hơn nha. Son son la đô lên xuống đô là đô rê vậy đi ha cho nó hay, rồi đô là đô rê đi cho nó hay. Rồi tóm lại intro lại các bạn intro lần nữa ha. Nghe chỗ đó các bạn thêm nốt đô vào để nghe nó hay hơn. Là đô rê cũng được nhưng mà thêm nốt đô nó sẽ nghe nó hay hơn. Rồi intro các bạn đàn thế này. Quen tay rồi tăng tốc lên ha. Rồi rồi đó là intro, các bạn cứ đàn như vậy là được nha. Rồi đó là xong phần intro cho các bạn. Bây giờ vào nốt solo của đoạn đầu tiên. Trăng khuya đã lên rồi rồi. Các bạn sẽ có những nốt này. Sau khi hết intro lót la son là đô rê, dặm rê hơn cái rồi bắt đầu kéo tay vào solo liền. Fa fa la fa mi rê. Rồi mình chia sẻ những nốt nào thì các bạn cứ solo những nốt y vậy là được nha. Và bấm hợp âm nào chèn vào ra sao cứ vậy là các bạn solo nghe ra bài này liền nha. Rồi fa fa la fa mi rê, sau đó bấm rê thứ lên xuống, bấm tắt rê thứ, rồi đàn tiếp fa la son la rê, rồi bấm tắt rê thứ lên xuống chát, rồi đàn tiếp rê la son la, vẫn bấm tắt rê thứ lên xuống, rồi đàn tiếp son son la fa mi rê, vẫn bấm rê thứ lên xuống, rồi đàn tiếp rê la rê mi. Rồi tới đây thì bấm la trưởng thôi ha, bấm tắt la trưởng luôn, bấm tắt rồi lên xuống chát bum chát, rồi đàn tiếp mi fa rê, bấm rê thứ lại lên xuống rê rê la rê đô la rê mi. Tới đây bấm la trưởng lên xuống chát, rồi dặm la. Cách dặm này cũng giống như cái bài giả từ trước mình nói các bạn ha. La bấm la trưởng dặm hai cái la, rồi sau đó là thả ra đàn dây buông la, rồi bấm lại la, rồi sau đó thêm một cái la nữa, rồi bắt đầu solo đoạn 2 vậy đó nha các bạn. Rồi đó là nó solo của đoạn 1 và nguyên đoạn 1 các bạn sẽ solo như vậy đó ha. Rồi hợp âm rất đơn giản ha, bài này hợp âm thì nó cũng tương đối đơn giản. Rồi có rê la, rê hứ và la trưởng, các bạn cứ nhảy qua nhảy lại là được vậy đó nha các bạn. Rồi chút điệp khúc thì nó sẽ có son thứ vào nữa ha, và nó có đô trưởng. Như mình nói các bạn là ở cái clip mà bài giả từ á, biết trước á, thì chú ý những hợp âm đó và thấy bấm tắt của những hợp âm đó, bấm được những cái chỗ đó là các bạn solo được bất kỳ bài nào sau này. Các bạn sẽ solo rất là nhiều bản nhạc bolero nữa nha, nhưng mà sau này nó sẽ vào tới trong này chứ không có là quanh quẩn từ O8 trở về nha. Ở clip trước mình nói các bạn là chia sẻ một hai bài từ O8 trở về thôi, để các bạn tập, các bạn làm quen trước và các bạn có sự cảm nhận trước, rồi để sau này các bạn áp dụng rất là nhiều bản nhạc bolero, nhưng mà đa phần các bạn bắt buộc phải kéo vào tới trong này, thậm chí có khi vào tới ô trong 12, 13, 14 trong này luôn, dạng vậy đó nha. Đó, nhưng mà trước hết thì một hai bài mình chia sẻ O8 trở lại thôi, để các bạn tập cho nó quen tai, các bạn cảm nhận được những thế bấm tắt hoặc âm này, các bạn hình dung, các bạn tập có sự cảm nhận trước đi đã và tai quen đi đã, nhanh nhẹn được rồi sau này các bạn sẽ đàn rất là nhiều bản nhạc bolero bắt buộc vào trong này. Lúc đó các bạn sẽ bắt đầu nhớ thêm một vài cái thế bấm tắt của những hợp âm chặn trong này nữa để các bạn solo ha. Đa phần là bắt buộc phải kéo vào tới trong này nha các bạn, rất ít bài mà đàn quanh quẩn ở đây không đâu. Tông rê thứ ngăn cao cho các bạn ha, theo cầu các bạn. Nhưng mà không phải bài nào các bạn cũng đàn từ O8 dịch về đây được nha. Bắt buộc những câu hát lên rất là cao phải kéo vào tới trong này nha. Thì những cái đó ở những bài sau mình tới đâu mình chia sẻ các bạn tiếp tới đó nha. Còn bây giờ một hai bài này thì cứ quanh quẩn ở đây thôi để các bạn tập làm quen trước nha. Rồi đó là xong đoạn 1 rồi. Đoạn 1 các bạn sẽ đàn thế này. Bây giờ bỏ hết dãy số, chừa dãy nốt thôi. Là các bạn sẽ đàn thế này là được. Fa fa la fa mi rê, lên xuống fa la son la rê, lên xuống chát rê la son la,
lên xuống, son son la fa mi rê lên xuống, rê la la rê mi lên xuống, chắc bum chắc mi fa rê lên xuống, rê rê la la rê mi. Rồi tới đây bắt đầu giảm lên xuống chắc la 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 la. Rồi vào đó bắt đầu solo đoạn 2 vậy nha các bạn. Rồi lại cho các bạn tham khảo lại trên màn hình, các bạn sẽ solo đoạn 1 như thế này. Rồi tăng tốc lên xíu nữa, rồi tốc độ thì tùy theo mỗi bạn thôi nha, tùy mỗi bạn thôi. Rồi cứ như vậy các bạn solo nhanh chút hay chậm chút thì tùy theo mỗi bạn áp dụng nha. Rồi lại lại cái đoạn một các bạn lần nữa nha, rồi mình chia sẻ nốt của đoạn 2. Solo đoạn 2. Rồi bây giờ là nốt solo của đoạn 2. Fa đô đô thăng rê. Nốt đoạn 2 thì thật ra nó cái câu đầu tiên và câu cuối cùng nó khác đoạn 1, còn lại những câu giữa thì y chang cái đoạn 1 vừa rồi nha các bạn. Rồi câu đầu tiên hơi khác chút xíu nè. Fa đô đô rê gió lại về. Câu trên là của đoạn 1 là chẳng khuya đã lên rồi, thì đó thì mình sẽ solo fa fa la fa mi rê. Còn câu đầu tiên của đoạn 2 là gió lại về thì mình solo fa đô đô rê vậy ha. Rồi nó khác chút xíu vậy thôi, fa đô đô thăng rê đó vậy ha. Rồi còn những câu còn lại y chang nè, rồi bấm rê thứ tắt lên xuống, rồi y chang đoạn một nè, fa la son la rê, bấm rê thứ lên xuống chắc rê la son la, bấm rê thứ lên xuống son son la fa mi rê, bấm rê thứ lên xuống rê la rê mi, bấm la tưởng lên xuống chắc bum chắc mi fa rê lên xuống đó. Tới đây là vẫn giống đoạn một, còn câu cuối cùng thì nó thay đổi chút xíu, những cái nốt đầu tiên cũng giống đoạn một, rê rê la rê đô la. Tới đây giống này. Rồi bắt đầu thay đổi ba nốt cuối cùng của đoạn một là rê mi, còn bây giờ mình đàn bốn nốt, đoạn hai đàn bốn nốt fa đô đô rê vậy đó ha. Thì tóm lại cái đoạn 2 này với đoạn 1 thì các bạn ghi, lúc nãy các bạn ghi đoạn 1, bây giờ mình ghi đoạn 2 các bạn thấy ha, khác câu đầu tiên và câu cuối cùng. Câu cuối cùng thì khác một vài nốt thôi, 3 4 nốt cuối thôi, còn lại những cái dòng trên thì cũng y chang ha. Rồi câu cuối cùng của đoạn 2 nè, rê 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 la rê đô la fa đô đô rê. Thật ra chim cái nốt đô thăng này vào là nốt luyến cho nó hay, fa đô đô rê, hoặc là đô, các bạn đang đô rê không ha, theo lời bài hát thì các bạn đang đô rê fa đô rê, mà mình chia cái nốt pha thăng và đô thăng và nó sẽ hay hơn, pha đô đô rê vậy nha các bạn. Rồi rồi tóm lại nguyên đoạn 2 các bạn sẽ đàn thế này nha, những ở cái giữa y chang đoạn 1 vừa rồi nha các bạn. Rồi đoạn 2 các bạn đàn thế này, pha đô đô rê, pha là son là rê, rê la son la, son son la fa mi rê, rê la la rê mi, hết đoạn 2 thì vẫn bấm rắc rê thứ lên xuống chắc lót, giống như lúc nãy hết intro á, lót la son la đô rê. Rồi sau đó vẫn bấm rê thứ chỗ này luôn đi ha, đang lót xong bấm rê thứ chỗ này luôn, rồi lên xuống chắc bum chắc. Rồi solo điệp khúc vậy ha. Rồi ví dụ hết đoạn 2 nè, rê rê la rê đô la fa đô đô rê, lên xuống chắc la son la đô rê, bấm rê hơn đây lên xuống chắc bùng chắc. Rồi solo điệp khúc từ ngày rê rê
la đô son la. Vậy đó ha. Rồi, đó đoạn 2 qua được khúc làm vậy. Tóm lại hết đoạn 2. À, về đây thứ chỗ này. Lên xuống chát lót giống như hết intro. La son la đô rê. Rồi, bạn bấm rê thứ chỗ này. Lên xuống chát. Bum chát. Rồi, solo đổi điệp khúc. Vậy đó ha. Rồi, bây giờ mình chia sẻ nó solo điệp khúc. Ví dụ các bạn lại lần nữa đi, hết đoạn 2 qua điệp khúc để các bạn dễ hình dung ha, rồi mình chia sẻ nốt điệp khúc. Rồi, tóm lại đoạn 2 các bạn sẽ đang thế này, rồi bắt qua điệp khúc ha. Solo điệp khúc. Vậy ha, rồi bây giờ mình đọc nó solo điệp khúc. Rê rê. Đó, rê rê. Chỗ nào lại lúc nãy các bạn vừa lót xong, các bạn bấm rê thứ chỗ này lên xuống chát, rồi bắt đầu điệp khúc các bạn bấm vô O3. Đó, kéo vào luôn nó sẽ hay hơn nha. Rê rê. Vậy ha. Rồi còn không thì các bạn cứ đàn ngay chỗ này, bấm chỗ này đàn hai cái cũng được. Rê rê. Đó thì các bạn thôi. Tại này các bạn đang lót xong la son la đô rê, bấm rê hơi chỗ này lên xuống chát, rồi bắt đầu rê rê la đô son la, vậy nó hay hơn vậy ha. Rồi nói chung hai nốt rê các bàn muốn kéo vào cũng được, không thì bấm sẵn đây đàn hai nốt rê cũng được. Rê rê, bấm rê thứ tắt lên xuống chát la đô son la, vẫn bấm rê thứ lên xuống chát bum chát. Rồi đàn tiếp đô la son, đô la son, bấm son thứ lên xuống chắc. Rồi đàn tiếp đô đô rê la, đô đô rê la, bấm la trưởng lên xuống. Rồi đàn tiếp la rê fa rê mi, bấm la trưởng lên xuống chắc. Rồi đàn tiếp rê rê fa rê, bấm rê thứ lên xuống. Đàn tiếp son 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 la đô, cái kiểu giống như lúc nãy intro ha. Rồi bấm vô đô trưởng lên xuống đô la la đô đô rê. Nó cái câu hai câu cuối cùng của điệp khúc này nó y như cái thang mấy cái câu cuối của intro lúc nãy đó ha. Son son la la kéo vô hai ô mười nè, rồi trở về đô, rồi bấm đô trưởng lên xuống đô la la đô đô rê, bấm rê thứ lên xuống chắc lót la son la đô rê. Rồi lót câu lót cũng một câu lót đó thôi đó. Hết intro lót câu đó, hết đoạn 2 lót câu đó, bây giờ hết điệp khúc cũng lót câu đó. La son la đô rê. Rồi giọng rê hơn cái bắt đầu solo đoạn cuối, đó một câu lót thôi. Và cái bài trước cũng các bạn nào tập cái bài trước rồi, bài giả từ thì hôm nay dưới câu lót này các bạn đàn đơn giản thôi ha. Tại các bạn đã quen với cái kiểu lót đó rồi. Rồi. Tóm lại hết điệp khúc thì đô la đô la đô đô rê. Rồi bấm rê thứ lên xuống chắc, chạy về đây lót la son la đô rê. Dậm rê thứ cái rồi bắt đầu solo đoạn cuối. Vậy đó ha. Rồi nguyên cái điệp khúc các bạn sẽ đàn như vậy ha, cuối câu thì cũng lót giống intro. Rồi mình sẽ lại cái điệp khúc các bạn đàn thế này. Ví dụ hết đoạn 2 lót, rồi lên xuống chắc bum chắc, rồi bắt đầu đàn điệp khúc. Đó, từ ngay kéo vào rê rê. Vậy đó ha. La đô son la lên xuống chắc bum chắc, đô la son lên xuống chắc, đô đô rê la lên xuống la rê fa rê mi lên xuống chắc, rê rê fa rê lên xuống son 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 la đô lên xuống đô la la đô đô rê lên xuống chắc la son la đô rê. Dậm rê hơn cái rồi bắt đầu solo đoạn cuối. Vậy đó ha. Rồi tấm đàn nguyên đàn lại cho các bạn tham khảo điệp khúc, các bạn sẽ đàn thế này. Rồi đoạn cuối thì thực ra nó cũng như đoạn 2, khác đoạn 2 câu đầu tiên thôi.
mà câu đầu tiên thì giống đoạn một đó, nó hơi khác khác chút xíu vậy thôi ha. Nếu các bạn không muốn phức tạp thì ví dụ đoạn cuối bạn solo y chang đoạn hai cũng được. Tại vì đoạn hai thì gió lay về đó, còn đoạn cuối là nhưng tôi vẫn tin rằng, cái câu giống như của cái câu đầu đoạn một, trăng đêm đã lên rồi, trăng khuya đã lên rồi, câu cuối cùng của câu đầu tiên của đoạn cuối, nhưng tôi vẫn tin rằng, rồi câu cuối ở câu đầu tiên của đoạn hai thì gió lại về, nó hơi khác chút xíu vậy thôi ha, còn lại nó y chang đoạn hai. Nói chung thì cái câu đầu tiên của đoạn cuối nó sẽ khác câu đầu tiên của đoạn hai, nhưng mà nó giống câu đầu tiên của đoạn một. Rồi còn lại phần sau nó y chang đoạn hai, câu cuối cũng giống đoạn hai luôn, y chang đoạn hai thế nào các bạn solo vậy được ha. Thì lúc nãy các bạn solo được đoạn một, đoạn hai, bây giờ đoạn cuối các bạn solo đơn giản thôi ha, lấy câu đầu tiên của đoạn một solo vào fa fa la fa mi re đó. Rồi nói chung các bạn solo nguyên cái đoạn một vậy đó, còn câu cuối cùng các bạn thay đổi là lấy câu cuối đoạn hai đưa vào ha. Fa fa la fa mi re, lên xuống fa la son la re, lên xuống cha bung re la son la, lên xuống son son la fa mi re, lên xuống re la la re mi, lên xuống cha bung cha mi fa re, lên xuống. Rồi tới đây y chang đoạn một. Rồi bây giờ câu cuối cùng thì đàn câu cuối của đoạn hai, re re la re đô la fa đô re vậy đó ha. Rồi đàn xong câu cuối cùng của đoạn hai này là coi như các bạn đàn xong cái nốt solo của đoạn cuối đó. Rồi xong đoạn cuối thì vẫn bấm re thứ, lên xuống chắc bum chắc vậy đó ha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ đàn lặp lại vậy đó ha. Rồi mình sẽ ví dụ lại cái phần cái đoạn cuối trước thì mình nói nó phần lặp lại sau. Rồi tóm lại nguyên đoạn cuối các bạn sẽ đàn thế này. Xong mà mình chèn hợp âm này vào là lên xuống chát bum chát, để đàn lặp lại từ ngay khúc này. Mi fa re, lên xuống re re la re đô la. Rồi tới đây thôi, bắt đầu bấm la trưởng đàn một nhịp boro cho mình, lên xuống chát bum chát bum chát bum. Rồi đàn cho mình ba nốt cuối cùng chậm thôi, fa đô đô thăng. Rồi sau đó bấm re thứ rải cái đó, fa đô đô rê đó, nhưng mà mình câu cuối cùng mình đang chậm nó. Thì khi các bạn solo, các bạn điểm hát á, thì ví dụ như hát hết bài các bạn gián tấu, các bạn đàn hát lại rồi các bạn mới kick out. Còn ví dụ các bạn solo thì không cần phải gián tấu để solo lại, vừa solo trọn vẹn nguyên bài rồi các bạn sẽ kick out luôn. Mà kick out thì các bạn cứ câu cuối cùng đàn lặp lại một tay theo bài, các bạn đàn lặp lại một hai câu cuối cùng của bài, rồi sau đó câu cuối cùng thì các bạn chậm lại rải chủ âm rê thứ cái là các bạn kết thúc luôn đó ha. Rồi tóm lại cái phần lặp lại, các bạn lặp lại từ ngay chỗ này. Mi fa re, lên xuống re re la re đô la, lên xuống chắc bum chắc bum chắc bum, fa đô re đó. Thì giống như đầu clip mình có mẫu các bạn tham khảo đó ha. Đó, vậy là các bạn kết bài luôn. Rồi ví dụ các bạn nè, đàn hết đoạn cuối, đàn lặp lại và kết bài vậy ha. Rồi đàn solo nguyên cái đoạn cuối rồi lặp lại từ ngay chỗ đó ha. Các bạn chú ý mình sẽ ghi cho màn hình, tại lúc mình đàn thì mình sẽ không đọc để các bạn dễ hình dung. Rồi solo nguyên đoạn cuối rồi lặp lại chỗ đó rồi kết bài vậy nha. Rồi các bạn tham khảo. Tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một bài nữa, solo guitar theo âm ngăn cao tông re thứ theo cầu các bạn. Thì bài này đó là hai bài rồi ha. Bài trước là cái bài giả từ, bài đó biểu diễn bản quyền, cho nên các bạn xem, bạn nào cần tham khảo cái kiểu mà solo giống như bài này thì như mình nói các bạn cứ gõ hướng dẫn solo guitar ngăn cao là sẽ ra. Ở clip đó thì có cái bài áp dụng là bài giả từ cũng solo dạng như vậy đó ha. Đó, rồi xem cái bài đó xong, xem cái bài này xong thì chắc chắn là chỉ cần, nói chung không cần nhiều lắm đâu, chỉ hai bài này thôi
là các bạn có thể là đã dần quen với kiểu mà đàn solo ngân cao trên này và cách chèn hợp âm với những thế bấm hợp tắt chỗ này ha. Đó, rồi khi hai bài này mà các bạn quen rồi thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn nhiều bài nữa cũng trên điệu bolero, nhưng mà đa phần khi các bạn solo thì bắt buộc phải kéo tới trong này nha các bạn. Rồi khi nào mình chia sẻ những bài đó thì tới đó mình sẽ nói các bạn lưu ý những hợp âm chặn nào trong này để khi mình solo tới đây thì mình sẽ bấm hợp âm đó để mình chèn vào lên xuống chát á, tức là solo ngay chỗ nào, đang đàn solo cái nốt ngay chỗ nào thì mình phải đưa cái thế tay vào bấm hợp âm ngay chỗ đó để chèn điệu vào rồi bắt đầu solo tiếp dạng vậy ha. Đa phần bắt buộc khi những cái hoát lên cao phải kéo vào trong này, nói chung đa phần solo mà trên tông thứ mà ngăn cao chỗ này á. Đó, chứ các bạn cũng ra tông thứ ngăn cao nhưng mà bạn solo dây thấp chỗ này nghe nó dở lắm, nó không hay, bắt buộc các bạn solo ở đầu tiên, ví dụ như đá lâu rồi đó lứa cách đôi nơi tôi duyên xưa còn hay mắt thì vừa vô các bạn phải solo đây. Đó, chứ các bạn vừa vô các bạn solo đây cũng được nhưng mà nó dở lắm. Đã ngăn cao rồi mà còn solo như những cái dây bass chỗ này thì nó dở lắm nha các bạn. Đó, cho nên là khi mà các bạn solo những cái thế bấm mà ngăn cao trên này á thì các bạn phải, đa phần những bản nhạc bolero thì các bạn phải kéo vào tuốt trong này ha. Đó là còn mới thì như mình nói hai bài này thôi, các bạn làm quen cứ đã và chắc chắn các bạn sẽ quen, tay các bạn nhanh nhẹn, các bạn có sự cảm nhận được rồi với kiểu mà solo guitar và chèn những hợp âm ngăn cao và thế bấm tắt. Rồi những bài tới mình sẽ chia sẻ thì khi đó mình sẽ nói những thế bấm nào trong này và những nốt đàn ra sao. Rồi một vài bài như vậy nữa thì sau này các bạn có thể solo bất kỳ bản nhạc bolero nào trên tông rê thứ ngăn cao là các bạn solo được. Đó thì cứ tập dần vài bài như vậy, mình chia sẻ theo những cái nốt, mình chia sẻ nốt nào thì các bạn cứ đàn theo những nốt y vậy đó. Rồi dần dần cách chèn thì cách chèn như mình nói, mỗi bài sẽ chèn mỗi khác, có bài chèn vậy có bài chèn khác, nhưng mà rồi dần các bạn sẽ cảm nhận được, các bạn sẽ quen và lúc đó các bạn sẽ biết cách tự chèn và khi solo tới đó các bạn biết sẽ bấm hợp âm đó rồi tự chèn vào được hết đó. Thì những cái bài mà mình chia sẻ thì cũng giống như là cái nền tảng để dựa vào đó các bạn cảm nhận, các bạn đàn cho quen rồi các bạn tự solo nhiều bài khác hơn nữa, chứ không thể mà bài chia sẻ các bạn tất cả các bạn nhạc bolero được. Bolero thì biết bao nhiêu là bài, nhiều lắm, điểm không sể, không thể nào chia hết được. Cho nên là giống như mình nói là giống như cái nền tảng, dựa vào đó mình chia sẻ một vài bài, dựa vào đó các bạn có thể dần dần cảm nhận quen rồi sau này các bạn muốn solo bất kỳ bài nào các bạn solo là các bạn solo được dạng vậy đó ha. Rồi có cho nào thắc mắc nữa thì các bạn cứ comment của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.